Xin chào mừng các bạn học sinh lớp 4 đã quay trở lại với tiết học âm nhạc. Tuần vừa qua các bạn có khỏe không nè? Và đến với buổi học hôm nay, cô chúc chờ các bạn chúng ta sẽ có một buổi học thật thú vị và bổ ích nhé. Các bạn ơi, có bạn nào đã xem bộ phim hoạt hình Chú Báo Hồng chưa nè? Và ngày hôm nay, trước khi bắt đầu vào tiết học, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động bằng cách sử dụng bộ gõ cơ thể của mình như bốn ngón tay, vỗ đùi, dậm chân để đệm cho giai điệu của bộ phim này nhé. Xin mời các em. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học nào. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung, đó là ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe dân ca Bà Nà và giới thiệu hình nốt trắng, bài tập tiết tấu. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại giai điệu của bài hát Bạn ơi lắng nghe. Các bạn chúng ta vừa hát và vừa vỗ tay theo nhịp nhé. Vừa rồi, các bạn đã cùng ôn lại giai điệu của bài hát kết hợp với vỗ tay theo nhịp. Bây giờ, cô mời các bạn chúng ta sẽ ôn lại bài hát này bằng cách kết hợp sử dụng bộ gõ cơ thể nhé. Các em lắng nghe, cô sẽ làm mẫu trước. Chúng ta có 3 mẫu gõ đệm cơ thể. Thứ nhất là vỗ tay, thứ hai vỗ đùi trái, thứ ba vỗ đùi phải. Các em lắng nghe cô làm mẫu nhé. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Cô mời các bạn chúng ta thực hiện theo cô nào. 2, 3 1, 2, 3 1,
Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp sử dụng bộ gõ cơ thể này vào bài hát Bạn ơi lắng nghe nhé. Các bạn quan sát cô làm mẫu một lần nha. Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe, tiếng dòng suối ngoài xa thì thào. Cô mời các bạn cùng đọc và làm chung với cô nhé. 2, 3. Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe, tiếng dòng suối ngoài xa thì thào. Câu tiếp theo, các bạn nghe cô làm mẫu trước. Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát, tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào. Mời các em. 2, 3. Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát, tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào. Và chúng ta cùng làm chung với nhau câu số 3. Câu số 4 tương tự như vậy nhé. Mời các em làm chung với cô. 2, 3. Hỡi bạn ơi dừng chân chút đi, có nhìn thấy đàn chim câu xanh, cánh gọi nắng bay về rẫy lúa, lúa mừng nắng lúa reo rì rào. Và bây giờ các em chúng ta cùng nghe nhạc, hát thật to và kết hợp sử dụng bộ gõ cơ thể nhé. Chuẩn bị nha các em. Bây giờ mời các em chúng ta đến với nội dung thứ hai của tiết học ngày hôm nay, đó là giới thiệu hình nốt trắng và bài tập tiết tấu. Mời các em cùng quan sát trên màn hình. Cô giới thiệu với các em, đây chính là hình nốt trắng. Phần đầu thân nốt là hình bầu dục nằm nghiêng và phần đuôi của nốt kéo dài chạm vào bên phải của nốt. Độ dài của đuôi khoảng gấp đôi độ dài của phần nốt. Và trường độ của hình nốt trắng, đó là hình nốt trắng có trường độ hay còn gọi là có độ dài 2 phách, tương đương với 2 hình nốt đen. Các bạn quan sát trên màn hình sẽ thấy nốt trắng bằng 2 nốt đen cộng lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành vỗ tay để thể hiện trường độ của hình nốt trắng nhé. Phách 1 chúng ta vỗ tay, phách 2 chúng ta ngửa tay ra. Các em nghe cô làm lại nhé. Bây giờ cô mời các em cùng thực hành hai lần với cô. 2, 3. Lần nữa. Và bây giờ chúng ta đến với bài tập tiết tấu kết hợp với hình nốt đen và hình nốt trắng. Các bạn lưu ý, nốt đen cô sẽ quy ước là chữ ta, và nốt trắng cô sẽ quy ước là chữ ta a. Các bạn nghe cô làm mẫu trước nhé. Ta 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 a, ta 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 a, ta 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 a. Dễ không các bạn? Bây giờ các bạn cùng nhìn lên màn hình, vừa đọc tên nốt và vừa vỗ tay theo tiết tấu của bài tập 1 nhé. Mời các em. Ta 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 a, ta 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 a, ta 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 a. Bây giờ khó hơn một chút. Các bạn chúng ta không đọc tên của hình nốt mà chúng ta chỉ vỗ tay thôi nhé. Các bạn
cùng làm với cô nào. 2, 3. Và bài tập tiết tấu thứ hai, các bạn quan sát xem trong bài tập này xuất hiện hình nốt gì nè. Trong bài tập này xuất hiện hình nốt móc đơn. Đây, hình nốt móc đơn và hình nốt đen và hình nốt trắng. Như vậy, bây giờ cô sẽ quy ước hình nốt móc đơn chúng ta sẽ đọc là T. Hình nốt đen chúng ta vẫn đọc là TA. Và nốt trắng chúng ta đọc là TA. Các bạn nghe cô đọc trước nhé. T, T, TA. T, T, TA. T, 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 TA. Cô mời các bạn cùng đọc với cô. 2, 3. Chi chi cha, chi chi cha, chi 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 cha a. Và chúng ta cùng kết hợp vỗ tay nhé. Các bạn nghe cô làm trước. Chi chi cha, chi chi cha, chi 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 cha a. Cô mời các bạn cùng làm theo cô. 2, 3. Chi chi cha, chi chi cha, chi 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 cha a. Và tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Ở nhà các bạn chúng ta hãy ôm lại bài hát Bạn ơi lắng nghe, dân ca Ba Na, thuộc lời ca, giai điệu, và khi hát nhớ kết hợp với gõ đệm theo nhịp và sử dụng bộ gõ cơ thể để gõ đệm cho bài hát các em nhé. Và các bạn ôm lại hai bài tập tiết tấu mà cô vừa mới hướng dẫn cho các bạn. Chúc các bạn chăm ngoan học tốt. Cô xin chào tạm biệt các bạn.